Bưởi năm nay ngon lắm. Anh lấy 2.000 á? Ừ, 2.000 thì chỉ giá như năm ngoái thôi. Vườn cây nó già, ăn nó ngon. Diễn là vùng đất sinh ra giống bưởi quý của Hà Nội. Nhờ thổ nhưỡng, nhờ sự chăm sóc và giống tốt, bưởi Diễn luôn là đặc sản của vùng ven đô từ bao năm nay. Những vườn bưởi nằm san sát, xanh tốt giữa sự phát triển của quá trình đô thị hóa. Bưởi trên đất Diễn sinh sôi hết lứa này đến lứa khác. Những cây bưởi có tuổi đời hàng chục năm thường là những cây bưởi cho hoa và quả với chất lượng tốt nhất. Bố ơi, bố chấm ít như này nó có đậu đúng không bố? Có, nó chỉ cần hơi một bay phấn vào nó còn đậu. Sau những ngày xuân ươm hoa, thụ phấn, cây bưởi lặng lẽ vượt qua cái nắng chói chang, qua những cơn mưa rào và cả những trận gió mùa, bám chặt mình vào đất để rồi bung ra những quả bưởi vàng ruộm cả một vùng. Bưởi Diễn đồng hành cùng người Hà Nội mỗi vụ Tết đến xuân về. Thế thời điểm vặt hết quả ra hoa thì chúng tôi mới cần đến thuốc. Chứ còn bình thường là nó già, nó chín thì không bao giờ có thuốc. Bưởi là lành nhất. Bưởi và lành và sạch mà mã đẹp như này là chỉ có vôi mới phèn. Chúng tôi đánh vôi và phèn. Nước vôi trong và phèn. Phèn ta đấy, chúng tôi đánh để mã nó đẹp thế thôi. Quả đều quả lắm mà ngon. Nên làm sao được thối sao được. Em lấy bằng giá năm ngoái là được rồi, bác đồng ý thì sang tuần vào hái luôn nhá. Vâng, thì bác đồng ý sang tuần vào hái để em thuê người hái. Vâng, vẫn cái vườn già năm ngoái là được. Dạ, dạ, vâng, 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 thế thôi sang tuần nha bác nhá. Dạ vâng, vâng. Dạ, 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 dạ. Nhà mình trồng chắc cũng được khoảng 30 năm rồi đấy. Mà trồng sai như này thì nói chung là cũng rất là vất vả. Đầu năm thì tỉa cành rồi bón phân rồi cuốc đất rồi thụ phấn cho nó. Nói chung là chăm sóc cũng vất vả lắm. Bắt đầu đầu tháng 11 là bắt đầu hái. Đầu tháng 11 là hái quả những cây vườn già có thể ăn được rồi. Đầu tháng 11 thì chúng tôi thu. Thu cái đến một tháng là từ đầu tháng là gọi là 2 tháng đến Tết là 2 tháng. Cây thì nhiều thì đôi 300, cây ít thì vài chục. Đấy, còn ước chừng cây thì chắc cũng đôi nghìn gốc. Nó đỏ như gấc ấy. Nó đỏ biết rồi, nhưng mà được phải nó khô chứ. Không, đỏ như gấc mình xài khô. Bà ơi, bà Hội ơi, đẩy cái này về cho người ta lấy người ta đi lễ nhá. Vâng, vâng. Xong rồi đến chiều là lên vặt cho con lấy 2.000, 2.000 rưỡi cho nhà kia nó lấy để nó về nó bán buôn nhá. Vâng ạ. Chiều tập trung nhá. Rồi, xong ra về với bà đi, chiều lên hái con cầm bao và biết về đi chiều lên hái. Gia đình chị Bình là một trong những hộ trồng bưởi lớn với số lượng trên 2.000 cây. Phương pháp thụ phấn trực tiếp những năm gần đây đã giúp cho cây bưởi đậu quả nhiều hơn. Để thuê chứ, thuê nhiều ấy. Mỗi lần vặt vài nghìn nhưng người ta phải thuê 5, 6, 7 người ấy chứ. Có lúc phải thuê hàng chục người ấy chứ. Nhưng mà giáp Tết là nhiều nhất. Nhiều nhất là cái thời điểm giáp Tết người ta đi biếu nhiều hơn. Tầm này thì những người buôn người ta sẽ vào, người ta gọi là người ta xem rồi người ta ai mua được bao nhiêu người ta mua, người ta sẽ đặt gạch mình trước, người ta ước chừng người ta bán là khoảng 5.000, 3.000 đặt gạch trước. Hơn 2.000 gốc bưởi của nhà chị Bình được chia thành nhiều khu vườn cho phép thu hoạch luân phiên nhau. Từ tháng 11 âm lịch trở đi, những người trồng bưởi bước vào vụ thu hoạch. Dê ăn cực kỳ ác. Những quả bưởi được bứt xuống, chia thành từng bao để chuyển đi cho khách.
cũng có người đặt rồi đấy, đặt nói chung là người ta mỗi người vài nghìn người lấy buôn, người mua về đi biếu. Người vài trăm, người đôi nghìn, người ba, bốn, năm nghìn, người ta cũng đặt rồi. Nói chung là cũng bán được dần Tết là hết. Những cái quả dụng này mình đi gom về thì cho đỡ đỡ phí vì cái công lao của mình mà. Đấy, mình gom về cho đỡ phí rồi những ai mua thì mình dẫn người ta lên vườn, người ta xem quả, xem cây để bán. Rồi hái, ôi vất vả nhất là cái công hái vì nó cao quá. Nó cao, mỗi lần hái phải trèo leo cũng vất vả, nguy hiểm đấy, tại vì nó cao. Chị ơi, năm nay bưởi bóng nào? Năm nay vào lấy sai quả không? Đấy, nhìn thì cũng được đây nhưng mà quả hơi to nhỉ? Không, năm nay chăm tốt. Hôm nay chăm tốt lại đây này. Thế nó có ngọt không chị? Ngọt đây, tôi đang bổ cho bà có ăn không? Nào cho em thử nào, xem là bưởi như nào nào. Năm nay em định lấy vài nghìn đấy, chị giảm giá cho em không? Lấy bằng năm ngoái là được rồi. Cây nó già cây. Năm nay tôm tép được cái này gì? Đây, tôm đây. Vàng hả? Ờ, đây cũng tôm được. Vàng. Em nhìn thấy tôm này thì cũng được đây, nhưng mà không biết chất lượng nước thế nào. Đấy, ăn thử đi. Đây này. Ăn thử nhá. Ừ. Ăn thử xem nào nào. Ừ. Này ngọt tuyệt vời. Đây, tôm em ăn thì em thấy vàng hơn năm ngoái đây này. Ngon hơn đấy. Năm nay bưởi nó già thả. Nhưng mà nó có hai loại nhá, cả tôm vàng, cả tôm xanh nhá, không phải nhầm đấy nhá. Tôm xanh nhưng mà em lấy là em sẽ chọn những cây cao thôi nhá. Ừ, cây cao và quả bé hơn một chút thôi, em không thích lấy quả to. Năm nay thì em vẫn mua đại trà cho chị. Nhưng mà sang năm ấy là em sẽ chọn cây và em sẽ đặt các cây nhá. Đây, em sẽ đặt cây nào mà quả nó đều đều vừa vừa và đẹp này. Như này nhá. Đấy nhá, thì về là em bán chứ không phải là em ăn. Em bán cho khách thì người ta ăn thì người ta sẽ nhớ đến bưởi nhà chị đấy. Em sẽ lấy quả đều và quả đẹp đấy. À, năm nay thì mình cũng tiện đường, xong rồi mình đi ngang thì mình cũng vào mình bảo luôn và cũng đặt luôn để mua luôn. Chứ mọi năm ấy thì là mình toàn có mua qua điện thoại thôi. Nhiều người họ sành ăn kể cả bưởi rất là đắt, nhưng mình mua buôn này là đã là 50.000 rồi. Thế nhưng mà mình bán thì tùy thôi. Khách ăn ngon thì họ sẽ trả giá cao, còn cũng tùy, mình cũng chỉ lãi được vài nghìn một quả thôi. Không được nhiều đâu ạ. Nói chung là bưởi rất là ngon, nhà bác ấy chăm sóc cũng tốt. Nên là những quả bưởi nó rất là đều và nó chín đỏ, nên là bóc ra cái múi bưởi nó rất là đỏ, nó ngon và nó rất là ráo. Thế nên là khách họ rất là thích, nên là năm nào mình cũng lấy cho bác ấy vài nghìn đấy ạ. Tuần sau là em vào em vặt nhá. Ai đi ra kia vặt cho em mấy chục nữa nhá, trèo lên cây cao kia kìa, vặt cho mấy chục quả nữa. Ok, ăn không? Cảm ơn rồi, bây giờ vặt đi. Ra đỡ này Bình ơi. Đang còn lấy bao. Lấy bao để hái. Nhanh lên. Nhanh lên. Bước lên hẳn thôi. Được rồi, từ từ. Ngồi yên đấy, để ra quả bên này. Nào, kíp mạnh xuống nào. Này con dê chạy qua chứ. Bình ơi. Dê đâu có để gửi bao thôi. Kệ nó, cho nó ăn đi. Ăn cả lá khô bà. Nó giả cây rồi. Vị thơm của bưởi diễn, vị ngọt của thức quả đặc sản Hà Nội, bao năm nay đã gắn bó với hương vị Tết của người Hà Nội. Với gia đình anh Hùng, chị Bình, Tết là khi bưởi vào vụ lớn nhất, nhà anh cũng bận nhất. Anh già đấy, đã có tọt tái đấy nhìn. Ở diễn này này là cuối năm ấy, thu bưởi xong là phải cắt cành, bới gốc, bón phân, xong bắt đầu là đánh thuốc, thì bắt đầu mình trông hoa. Đấy, hoa to thì bưởi sẽ đậu, mà mình còn phải làm, mình chăm vào cho nó để nó tụ phấn cho hoa nó ra quả. Đấy, thì lượng thu của mình nó cây bưởi nó sẽ sai như cây này. Đấy, thì nó mới thành công. Dạ. Bưởi diễn mà. Ở đằng này cơ, cây đây cơ.
cho cái gì cho mày ăn đâu. Đây những cành này này là phải cắt ăn quả rồi, là phải cắt hết tỉa cành kia này đi này, để cho nó thoáng cây này ra quả, nó đâm lộc ra quả mới này. Đấy, không để những quả như này là ăn cành như này, mà để lại thì nó mình sẽ bị ấy nhện đỏ, mới vào mình đánh thuốc nó không kỹ được. Đấy, như cành này phải cắt bỏ này. Đấy, như cành này này. Đấy, như cành này, đấy, cành lá tăm này, tỉa hết, tỉa còn đau nó còn đấy, đừng sợ nó mất mùa. Đấy. Ơi. Cắt hết mấy cành nữa đi về. Cái tháng cuối năm là mùa vật quả, mùa cắt cành, mùa bới gốc, mùa bỏ phân. Đấy thì mọi người thì nó ra về Tết sắm Tết đây thì không có kịp thời gian nữa. Cứ vậy là lo về cái bưởi đã xong, mình được ăn Tết xong, bón xong, bắt đầu các thứ là phun xong bắt đầu mới làm. Mới được ăn Tết.